vốn nhâm tiểu túc còn tưởng thương đội vì tập kích lần này mà tinh thần xa suốt kết quả lại khiến hắn ngoài ý muốn mọi người không chỉ không lo lắng gì hơn nữa còn nói cười vui vẻ sau khi tiễn vệ ninh đánh lui thổ phỉ tối qua rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu ca hát nhảy múa như để ăn mừng thắng lợi ngay cả hai bên dương nhân cũng gia nhập vài nhâm tiểu túc hỏi lý thành quả chẳng lẽ ngươi không lo kế tiếp sẽ có thổ phỉ tập kích chúng ta sao lý thành quả ngu ngơ trả lời có thần dạ thủ tiền hội trường ở đây chúng ta cần gì lo. Giờ này khắc này, tiễn vệ ninh anh hùng trong mắt thương đội, hơn nữa còn là siêu siêu anh hùng kia kìa. Không thể không nói, người của vương quốc vu sư lạc quan hơn so với trung thổ, thậm chí còn có hơi lạc quan thái quá nữa. Buổi tối chè chén say sưa suốt 4 tiếng, trong khoảng thời gian này, hơn trăm người mời rượu tiễn vệ ninh. May mà tiễn vệ ninh rất tỉnh táo, không uống giọt rượu nào. Thừa dịp này, tiễn vệ ninh một mình tìm may qua, hắn nhìn thoáng qua nhâm tiểu túc rồi nói với may qua, Mai qua đại nhân tôn kính, ta có vài việc muốn nói riêng với ngươi. Mai qua biết, tiễn vệ ninh đang ngầm chỉ mình đuổi nhâm tiểu túc đi, cơ mà hắn lắc đầu. Không cần lo, có chuyện gì ngươi cứ nói trước mặt hai ta. Tiễn vệ ninh do dự một chút, cuối cùng nói. Mai qua đại nhân, ta hoài nghi lúc thổ phì tập kích, có người âm thầm trợ giúp chúng ta, trước khi làm rõ thân phận đối phương, xin ngài đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Nhâm tiểu túc ở bên cạnh nhìn tiễn vệ ninh một cái, thầm tự nhủ con hàng này cũng nhạy bén ghê nhỉ, đã nhận ra rồi. Chẳng qua tiễn vệ ninh có thể tránh cả thương đội ngàn người mà nói với ngay chính chủ nhâm tiểu túc, thật là làm khó hắn rồi. Mai qua nghi hoặc Có người âm thầm trợ giúp chúng ta, vì sao tiền hội trưởng nghĩ vậy? Nói ra chắc mai qua đại nhân không tin. Tiễn vệ ninh nói Tiễn pháp của ta thế nào ta tự rõ, tỷ lệ bắn chúng của ta có thể là 80%, 100% là chuyện không thể nào vẻ mặt nhâm tiểu túc cổ quái, tự rõ, tự rõ cái quỷ gì. Trong quá trình lão hứa giúp tiễn vệ ninh đắp nạn ra hình tượng thần xạ dạ thủ, nhâm tiểu túc vô cùng xác định tỷ lệ bắn cung trong đêm của đối phương còn chưa tới 10%. Ban đầu nhâm tiểu túc còn tưởng rằng tiễn vệ ninh thật sự tự mình hiểu lấy mình, kết quả hắn đã đánh giá cao đối phương rồi. Mai qua nghĩ nghĩ rồi nói. Tiền hội trường, trong đêm tối có thể bắn chúng 80% đã rất lợi hại rồi, hả tất tự coi nhẹ mình. Ngươi nhìn người hầu cận của ta này, ngay cả khai cung cũng không làm được, trong năm mét còn chẳng trúng bia, người lợi hại hơn hắn nhiều. Tiễn vệ ninh do dự một chú rồi nói. Cũng đúng, nhâm tiểu túc cười lạnh đứng ngoài quan sát hai người này, từ đầu đến cuối không nói một câu. Mai qua nói. Tiền hội trường cảm thấy có thể là ai đang giúp đỡ chúng ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiền hội trường nghiêm túc nhìn Mai qua. Là Mai qua đại nhân sao, ta nghĩ chỉ có vô dư mới có thực lực như thế. Mai Qua lắc đầu. Không phải ta, trong quá trình chiến đấu của các ngươi, ta chưa từng xuất thủ qua. Vậy thật kỳ quái. Tiễn vệ ninh cúi đầu trầm tư. Là ai giúp chúng ta lại còn che giấu tung tích đâu, mục đích là gì? Lúc này, nhầm tiểu túc nói. Không bằng tiền hội trưởng công bằng chút, nói xem ngươi muốn đi đô thành làm gì, kẻ địch là ai, như vậy chúng ta có thể giúp ngươi phân tích. Kết quả tiễn vệ ninh nghe xong thì do dự, lúc này hai miên dương nhân đã trở về, hắn thấy thế thì cáo từ. Thời gian không còn sớm, mai qua đại nhân sớm đi nghỉ ngơi. Giả thần giả quỷ, nhâm tiểu túc ngoài cười trong không cười nhìn về phía mai qua. Ngươi cảm thấy con hàng này đang đề phòng ai? Này cũng không rõ ràng, ngươi cũng biết ta rời khỏi dốc sai hai năm thời gian, tiền hội trưởng này tới dốc sai trong hai năm này. Mai qua nói, nhâm tiểu túc suy tư một lát, đột nhiên hỏi, Gia tộc Berkeley cùng gia tộc Đại Phu Sư ở Đô Thành có quan hệ như thế nào? Ta nhớ người từng nói, gia tộc Berkeley không chế sáu quận phía Nam, trong đó có bốn quận là quận lớn đỉnh cấp trong vương quốc Phu Sư, đúng không? Không sai. Mai qua nói. Chẳng qua gia tộc Berkeley chỉ là chư hầu một phương, chưa từng nghe nói bọn họ có liên quan gì tới Đô Thành cả. Gia tộc bọn họ rất ít đi Đô Thành. Trước kia, khi nhà của ta còn ở Đô Thành từng nghe nói, thiếu niên của gia tộc Berkeley khó sống chung lắm rốt cục vấn đề ở đâu nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ khi loạn thế đến người có hùng tâm tráng trí sẽ cảm nhận được khí tức mục nát của vương triều từ đó mà nổi lên dã tâm khổng lồ nhâm tiểu túc vừa mới tới vương quốc vu sư không lâu đã thấy được cảnh dân chúng lầm than cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vương quốc vu sư xa xa đã không bằng cứ điểm 178. giả thiết vương triều vu sư sắp thay đổi quyền hành cũng thay đổi như vậy gia tộc bớt ly sẽ sám vai nào trong quá trình này đấy của chư hầu trời sinh là đất bồi dưỡng kiêu hùng Nhâm tiểu túc đại hỏi. Quân bị gia tộc Berkeley thế nào? Hỏa kỳ sĩ đoàn của gia tộc Berkeley là quân đội số một số 2 trong vương quốc. Mai qua nói. Đây cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa, những năm nay số lượng hỏa kỳ sĩ đoàn một mục gia tăng. Ta đã hiểu đại khái rồi. Nhâm tiểu túc nói. Chẳng qua ta vẫn phải tìm thêm manh mối để xác minh phỏng đoán của mình. Người phát hiện cái gì? Mai qua hỏi. Nhâm tiểu túc tiện tay chỉ về một nhóm nam nữ đang ca múa. Từ trong tay thổ phỉ, tiễn vệ ninh thu được hơn cả trăm thanh trường cung, hôm qua hắn phát hơn 30 cây cho những người tuổi trẻ này. Đột nhiên ta phát hiện, tư thế những người này khai cung vô cùng thuần thục, căn bản không giống đầu tiên dùng cung. Đúng, lần đầu tiên dùng cung sẽ giống người Á. Mai qua nghiêm túc nói. Nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn Mai qua một cái. Ờ, à cũng không thể để mỗi người chặn họng ta, đúng không? Mai qua cười nói. Nhâm tiểu túc không để ý, hắn tiếp tục nói. Lúc trước ngươi từng nói với ta, cung tiễn là hàng cấm, những người tuổi trẻ này luyện cung bằng cách nào? Ngươi hoài nghi bọn họ ở trong quân lữ. Mai qua nói. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Nhâm tiểu túc nhìn thoáng qua đám người trẻ tuổi kia, thầm nghĩ trong thương đội có hơn ngàn người này, chỉ sợ một nửa đều là binh sĩ. Những người này ngụy trang thành bình dân, dùng lớp bình phong là đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài để đánh chiếm các thành phố lớn. Đêm khuya, trong doanh địa lác đác có người nằm ngủ do uống say, nhâm tiểu túc tượng người vào xe ngựa ra ngủ, ngủ. Lúc này không còn ai đi đi lại lại, nhâm tiểu túc hơi mở mắt quan sát mỗi người, sau đó nhớ mặt những người uống say đó. Nếu thật như hán đoán như vậy, khả năng cao thương hội này do quân nhân của gia tộc Bốc cấu thành, thời gian thi hành nhiệm vụ, quân nhân tuyệt đối không có uống say. Cho nên, những người uống say được loại trừ kết quả sau một vòng quan sát, nhâm tiểu túc ngạc nhiên phát hiện người say rượu trong thương đội ít hơn so với hắn nghĩ. Bấy giờ nhâm tiểu túc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lý thị và lưu thị hối mai qua nhanh chóng xuất phát là vì âm mưu này? Mà thằng ngốc mai qua này không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Nhâm tiểu túc điều khiển lão hứa lặng lẽ đi một vòng quanh thương hội, kết quả hắn càng thêm xác định phán đoán của mình. Những người vừa ăn nhậu kia vẫn đứng canh bên cạnh xe chở rượu nho như cũ. Chủ nghiệp của chốc sai là những rượu hành hóa chủ yếu lần này là rượu nho. Trăm chiếc xe kéo của thương hội có một phần tư là thùng gỗ đựng rượu. Mỗi chiếc xe bò chở 6 thùng rượu, đây đã là cực hạn. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ, trong đó không hề chứa rượu, bằng không đã đêm hôm khuya khuất thế này cần gì cảnh giác trông coi như thế. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, rốt cục thương đội này do Tiễn Vệ Ninh dẫn đội hay còn người khác nữa. Hừng đông ngày hôm sau, thương đội lần nữa xuất phát, Tiễn Vệ Ninh nói, chiều nay họ sẽ tới thành trấn đầu tiên, quận Va Du. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc hỏi Mai qua, Quận dù có thuộc về gia tộc Berkeley hả? Mai qua gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa còn là thành trấn quan trọng nhất của tại phía nam của gia tộc Berkeley. Một nửa hòa kỵ sĩ đoàn ở đây, xa hơn về phía bắc là đất của gia tộc Winston. Gia tộc Winston và gia tộc Berkeley có quan hệ gì? Nhâm tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Gia tộc Winston không có đại vua sư, cho nên trước mặt gia tộc Berkeley, gia tộc Winston, càng giống một thần tử. Mai qua đáp trước kia khi gia tộc berkeley thiếu niên đi đô thành học người của gia tộc winston luôn vây quanh bọn họ nếu gia tộc berkeley đánh nhau với người của gia tộc khác gia tộc winston sẽ đứng về phía gia tộc berkeley còn gì khác không nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói à đúng rồi có người nói gia tộc winston đã âm thầm tuyên thệ sẽ thuần phục gia tộc berkeley bất quá đây chỉ là lời đồn thôi mai qua trả lời e rằng không phải lời đồn đâu nhâm tiểu túc nói Nhớ kỹ, dọc theo đường này, ngoại trừ ta ra ngàn vạn đừng tin bất kỳ ai, bao gồm hai miên dương nhân, nhất là người của Lý Thị Phái tới bảo vệ ngươi, tỷ như me. Mai quá khó hiểu. Tại sao? Tạm thời không thể nói ngươi biết, ngươi ngốc lắm, dễ bị người khác nắm thóc. Nhâm Tiểu Túc nói. Lúc trạng vạng tối, khi thương đội đến quận Va Du thì Nhâm Tiểu Túc bỗng nhíu mày. Chóc sai không có tưởng thành, sao Va Du lại có? vài chục năm trước bắt đầu xây dựng, bảo là muốn phòng ngừa dã thú làm hại thuộc dân. Mai qua hồn nhiên vô tư nói. Nhưng trong mắt nhâm tiểu túc, tường thành này không vì đề phòng dã thú. Tường thành vương quốc vu sư không khác gì ở trung thổ, có tường thành phối hợp cùng tháp canh. Tường thành dùng gạch đá màu xám trồng lên nhau, trên tường thành là binh sĩ. Một tay cầm cờ cờ có biểu tượng hùng sư của gia tộc Berkeley, tay kia khoác lên chui kiếm bên hông. Cờ của vương quốc vu sư có biểu tượng gì? Nhâm tiểu túc hỏi, Mai qua cố gắng nhớ lại, sau 10 phút mới trả lời. Là hai thanh trường kiếm giao nhau, phía trên là chân thị chi nhãn. Không phải trước kia nhà của người ở Đô Thành à, sao suy nghĩ lâu vậy? Nhâm tiểu túc kỳ quái nói. Đô Thành đã sớm không có cờ, ban đầu gia tộc no mần, cắm cờ của họ, sau đó gia tộc tiêu Đo cũng muốn. Mai qua nhún vai trả lời. Kết quả cuối cùng không cắm cờ luôn. Nhâm tiểu túc sửng sốt một chút, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đấu tranh nội bộ của nơi này đã kịch liệt đến tới như vậy rồi? Rất rõ ràng, gia tộc No Mần cùng gia tộc Tiêu Đo đang âm thầm tranh đấu. Đây là tin rất tốt với hắn. Khi thương đội muốn vào thành, binh sĩ ngăn họ lại, đội trưởng phân phó binh sĩ. Kiểm tra từng chiếc xe của bọn họ. Kết quả lúc này tiễn vệ ninh cưỡi ngựa tiến lên phía trước, cao giọng nói. Ta là tiễn vệ ninh, phó hội trưởng thương hội Jock Sai, tất cả công văn qua cửa có đủ, phía sau còn có mai qua đại nhân tôn kính, các ngươi muốn chậm trễ thời gian của ngài sao binh sĩ nhìn phía sau đoàn xe tiễn vệ ninh chỉ chỉ xe ngựa của mai qua trên xe ngựa là người nắm giữ chân thị chi nhãn người có thể tới chào hỏi mai qua đại nhân nói xong quân sĩ trưởng tới gần xe ngựa của mai qua đi đi lại lại khôi giáp trên người hắn rung động rầm rầm hắn đi đến chiếc xe của mai qua quỳ xuống mai qua đại nhân tôn kính mai qua rèm xe vén lên hãy đứng lên đi lần này ta chỉ là đi ngang qua quận va du ngày mai sẽ lên đường đi tới đô thành đã rõ quân sĩ trưởng đứng dậy vẫy tay với binh sĩ giữa thành cho đi không được chậm trễ thời gian của mai qua đại nhân thương đội lần nữa di chuyển họ ở lại dịch trạm phương bắc thành trấn tu sửa đã có sẵn cỏ khô chuẩn bị cho gia súc Nhưng tiểu túc yên lặng quan sát hết thầy, hắn bỗng hiểu vì sao đám người kia hối mai qua lên đường rồi nên dân tầng dưới có sự sùng bái cùng thờ phụng mù quáng với vu sư một đống giấy thông hành cũng chẳng bằng một vu sư. Trong đội ngũ có vu sư, thời gian kiểm tra hàng hóa khi đi qua các thành trấn có thể được giảm bớt, dù binh sĩ vẫn kiên trì kiểm tra cũng không quá tỉ mỉ. Cho nên, mai qua ngu ngốc này đã bị người khác xem là giấy thông hành mà sử dụng. Mà mai qua lúc này thì sao? Đang dương dương đắc ý thấp giọng nói với nhâm tiểu túc. Thế nào, thấy được mọi người tôn kính ta như thế, có phải càng muốn trở thành vu sư không? Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được chân thị chi nhãn nhâm tiểu túc liếc mắt nếu lần này không có hàn theo cùng hỗ trợ bệnh cách vay chính này e rằng mai qua có chết cũng chẳng biết tại sao mình chết và dù với tư cách là trọng trấn của gia tộc berkeley khác hơn so với thành trấn jock trai rất nhiều ít nhất là thay vì đường toàn bùn đất thì nơi này đã được lát đá khi thương đội đi trên đường tiếng móng ngựa dẫm lên đường đá vang lên rất thanh thúy trạng vạng tối ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi nhâm tiểu túc nhìn thấy đỉnh thánh đường ở phương xa nơi đó còn có bồ câu đang bay tròn trên đỉnh bên cạnh giáo đường có một cung điện càng thêm nguy nga tường ngoài cung điện có màu đỏ trên đỉnh tháp cao có một con mắt như con mắt trên chân thị chi nhãn phảng phất như quan sát tất cả thuộc dân trong thành trấn nhâm tiểu thúc hỏi đó là gì vậy vậy là hành cung đại vu sư của gia tộc berkeley cũng chính là vu sư tháp mai qua giải thích chẳng qua hiện tại hắn không ở đây đối phương thường ở quận berkeley nhâm tiểu túc tán thán ngươi nhìn vô sư tháp của người ta rồi tự nhìn lại của mình đi vậy mà còn chẳng biết xấu hổ nói như tháp của ngươi hùng vĩ lắm mai qua đỏ mặt giải thích của ta cũng rất tốt mà đó là ngươi chưa từng thấp tháp vô sư của đám tiểu vô sư khác thôi rất ít người vừa nhận đất phong đã xây được tháp vô sư lúc trước nếu không nhờ thanh mai trúc mã kia đưa tiền cho ngươi sợ là ngươi cũng không rơi nổi nhâm tiểu túc thầm nói thanh thế của gia tộc tiêu đo hẳn cao hơn so với gia tộc berkeley ngươi có từng nghĩ tới không kỳ thật thanh mai trúc mã của ngươi được gả vào đó âu cũng là chuyện tốt mai qua nghe vậy liền nóng nảy ngươi thì hiểu cái gì loại phú hào như gia tộc tiêu đo nào có tình cảm chân thật họ có trăm người tình gả vào đó đời sống vật chất thì tốt đó nhưng làm sao có được hạnh phúc nhâm tiểu túc thở dài lắc đầu không ít người muốn được gả vào đó mà không được đó chứ gia tộc của bạn gái nhỏ của ngươi thế nào gia tộc của nàng thuộc dạng trung đẳng ở đô thành vốn cùng không xứng đôi gia tộc tiêu đo, nhưng hết lần này tới lần khác có một vị đại vu sư nói nàng thiên phú chắc tuyệt, thích hợp làm vu sư. Mai qua thở dài nói. Kỳ thật ta biết rõ, thứ gia tộc tiêu đo có thể cho nàng, ta không cho được, cho nên sau khi về ta không viết thư cho nàng. Vì sao? Nhâm tiểu túc hỏi. Sợ mình chậm trễ nàng. Mai qua nói. Hơn nữa ta không đủ thực lực chống lại gia tộc tiêu đo, Ừ, học được cách buông tay cũng là chuyện tốt. Nhâm tiểu túc vui tươi hấn hở cười nói. Chẳng qua ngươi cũng không cần nhụt chí, có ta ở đây, ngươi so với gia tộc tiêu đó không chênh lệch là bao đâu. Lại bắt đầu khoác lác. Giờ khác này, nhâm tiểu túc nghĩ tới một chuyện, hắn có nên bắt cóc mai qua không? Không phải hắn không muốn, vấn đề ở chỗ, hắn không thể bắt tất cả gia tộc vu sư về được, từ đó, dù hắn hủy diệt bao nhiêu đại vu sư đi nữa thì vương quốc vu sư vẫn tồn tại, chỉ là khi đó người điều hành không phải vu sư nữa, thuộc dân sẽ bắt đầu học tập lại khoa học kỹ thuật đã biến mất trước tai biến. Hôm nay các vu sư tận lực áp chế trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng đến lúc đó, phương quốc vu sư sẽ có trình độ khoa học kỹ thuật như Trung Nguyên. Mọi người bắt đầu tìm kiếm nền phát minh, lần nữa quay về thời đại này. Lúc đó, cứ điểm 178 phải ở chung với phương quốc vu sư kiểu gì đây, chiến tranh liệu sẽ lần nữa xảy ra. Cho nên, hắn nên dụ người về Tây Bắc hay nên biến nơi này thành một phân bộ của Tây Bắc. Nói thật, Nhâm tiểu túc càng thích vế sau hơn vậy ai là người thích hợp để phụ trách phân bộ tây bắc đây là người có dã tâm bừng bừng hay một tên ngốc đáng yêu đáp án đương nhiên là tên ngốc đáng yêu rồi chỉ cần người phụ trách phân bộ nghe lời kỳ thật nhâm tiểu túc hoàn toàn không để ý năng lực đối phương thế nào cũng không quan tâm nơi này phát triển trở thành bộ dáng gì chẳng qua với sự thay đổi này hắn phải đạt thành hiệp nghị với gia tộc vu sư lúc trước mai qua nói vương quốc vu sư có bao nhiêu gia tộc vu sư nhỉ dường như là hơn 40. mươi lúc này may qua đang thầm mắng người hầu cận của mình quá khoác lác căn bản không ngờ tới trong đầu đối phương đang tính toán làm thế nào để biến vương quốc vu sư thành phân bộ tây bắc lúc nhâm tiểu túc nghĩ tới đây hắn biết chỉ với hắn thì không thể nào làm được nhưng nếu có trợ lực thì không phải không có khả năng nhâm tiểu túc nhìn xe ngựa của đám an an phía sau vừa hay lại thấy an an và trần trình lách người rời khỏi xe ngựa chui vào trong một hẻm nhỏ người tới dịch trạm trước đi buổi tối ta sẽ tụ họp cùng các người nhâm tiểu túc nói xong liền nhảy khỏi xe ngựa đuổi theo An An. Trên xe ngựa chỉ còn mỗi mai qua một người ngần người, hoàn toàn không biết vì sao người hầu cận của mình được nhiên phát điên như vậy. Trạng vạng tối, thành va du tương đối náo nhiệt, mọi người hối hả đi lại trên phố. Nhâm tiểu túc đuổi theo tiểu nữ vu, bỗng có một người đụng vào hắn, khiến hắn mất dấu. Nhâm tiểu túc không dây dưa nhiều với người đụng mình mà tiếp tục đi theo hướng của đối phương. Sau nửa tiếng, tuy không biết tiểu nữ vu đi đâu nhưng nhâm tiểu túc đã biết bản thân nên đi nơi nào rồi. Hắn vượt qua một con đường, dần nghe được âm thanh rèn sắt đinh đinh đinh. Khi nhâm tiểu túc nhìn lại, chỉ thấy người đi đường tương đối thưa thớt, có một người thợ rèn đang làm việc. Người học đồ thấp bé thổ gió, thợ rèn cường tráng dùng chùi không ngừng gõ xuống vật phẩm. Nhâm tiểu túc đi chỗ người thợ rèn. Người của người trộm sai đồ rồi. Người thợ rèn mặt mùi hung tận lạnh lùng nói. Ta thấy người tìm nhầm chỗ rồi. Trong lúc nói chuyện, người thợ rèn không ngừng gõ chùi lớn trong tay xuống, cứ như sợ người đối diện không biết bản thân khỏe mạnh cường tráng thế nào vậy. Trần Trình có ở bên trong không? Nhâm Tiểu Túc cười nhẹ nói. Phiền ngươi kêu hai người họ ra đây, ta có chút chuyện muốn hỏi. Cơ mà người thợ rèn cứ như không hiểu, hắn lạnh lùng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Tiểu tử, nếu ngươi muốn tìm phiền toái thì nói thật, ngươi đi sai chỗ rồi. Phải không? Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng xuất thủ, đầu ngón tay bấm nhẹ cổ người thợ rèn, trong chớp mắt mặt mày đối phương nhẹn đỏ ngã xuống đất học đồ thấp bé rút một thanh kiếm đang được nung đỏ ra nhâm tiểu túc cười nói đừng lo hắn không sao đâu học đồ nghiêm trang nói đến cùng ngươi muốn gì người vừa đụng ta trên phố ăn cắp sai đổ rồi nhâm tiểu túc cười nói ta đoán người của vương quốc vu sư các người nhất định không biết có thứ gọi là thiết bị theo dõi an an cùng trần trình đen mặt đi ra ngươi muốn gì thấy hai người này nhâm tiểu túc càng cười tươi hơn trong cuộc truy đuổi này khoa học kỹ thuật đã phát hiện toàn bộ ưu thế của nó hiện giờ với thực lực cùng tính cảnh giác của nhâm tiểu túc không ai có thể thần không biết quỷ không ăn cắp đồ trên người hắn cả cho nên khi hắn bị người khác đụng vào trên phố hắn liền để đối phương lấy máy theo dõi kẻ trộm không biết thứ vừa lấy được là gì chỉ có thể cầm về cho người phía sau điều này giúp nhâm tiểu túc thuận lợi tìm được địa điểm trần trình tiểu nữ vu an an ẩn thân Chuyện này khiến Trần Trình cùng An An có phần trở tay không kịp. Kế hoạch nguyên bản của bọn họ là trộm được ví tiền hoặc vật phẩm tùy thân của Nhâm Tiểu Túc, dựa vào đó tiến hành tìm hiểu và phân tích về tính cách tên này. Kết quả bọn họ cứ bị Nhâm Tiểu Túc tìm được chỗ ở bí mật. Tiệm rèn trong trọng trấn Va Du chính là phòng an toàn tương đối quan trọng nhất của bọn họ. Khi tổ chức có người gặp nguy hiểm, người này có thể ẩn nấp trong hầm ngầm của tiệm rèn tới khi nguy cơ được giải trừ. Trong hầm ngầm có đầy đủ khẩu phần lương thực, có thể hỗ trợ được bọn họ loại an toàn phòng này đã giúp họ thoát khỏi sự truy tìm của vu sư ngân ấy năm vậy mà hiện tại lại bị nhâm tiểu túc tìm được thợ rèn phụ trách ngụy trang phòng an toàn cũng bị nhâm tiểu túc một kích đánh bại đến giờ vẫn chưa thể đứng dậy cảm giác thất bại dâng lên trong lòng trần trình cùng an an nhâm tiểu túc cười nói các ngươi không cần ngạc nhiên như vậy trung quy các ngươi đã nhờ vào hai miên dương nhân biết được ta không phải người của vương quốc vu sư không phải sao tốc độ phát triển ở trung thổ e rằng nhanh hơn các ngươi tưởng tượng nhiều an an bình tĩnh lại ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Đợi chút, ta muốn uốn nắn cách nói của ngươi một chút. Nhâm tiểu túc tìm cái ghế ngồi xuống. Các ngươi cố tình rời khỏi thương đội ở ngay trước mặt ta, cố ý dẫn ta rời khỏi thương đội, hẳn là ta hỏi các ngươi, tìm ta có chuyện gì mới đúng. Trần Trình đỡ thợ rèn lên, sau đó nói với nhâm tiểu túc. Đến cùng ngươi là ai, kỵ sĩ và nhậm hòa có quan hệ gì với ngươi? Nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ, ta là đang điều tra chuyện này nên mới truyền tin cho các người, dựa vào các người truyền tin này ra ngoài. Bây giờ có thể nói cho ta biết, các người và tổ chức sau lưng các người rốt cuộc biết chuyện gì. Trần Trình và An An nhìn nhau, sau đó tiểu nữ vu nói. Chúng ta cũng không rõ người người nói rốt cuộc là ai, nhưng chúng ta từng nghe nói qua. Từng nghe nói là tin tốt. Nhâm tiểu túc cười nói. Nói cụ thể hơn đi. Tình hình cụ thể chúng ta không biết, chỉ từng nghe bậc cha chú nhắc tới, nếu ngươi muốn biết nhiều tin tức hơn thì tới đô thành cùng chúng ta đi. An An nói, nhâm tiểu túc có chút sửng sốt một chút, hắn vui vẻ nở cười nói. Các ngươi dẫn ta tới đô thành rồi lợi dụng ta, hai tay đang rủ xuống của An An bỗng nắm chặt thành quyền, nàng cảm giác nói chuyện với thiếu niên này, toàn bộ tâm tư đều bị đối phương nhìn thấy. Loại cảm giác này rất không tốt, cứ nhân bản thân luôn ở thế bị động vậy. Cụ thể mà nói, chúng ta không muốn lợi dụng ngươi, mà có chuyện cần ngươi, muốn ngươi bảo vệ chúng ta, chuyện ta giao dịch, ngươi tới Đô Thành giúp chúng ta một việc, chúng ta sẽ nói ngươi biết chuyện ngươi muốn biết. An An bình tĩnh nói, nhâm tiểu túc suy nghĩ hai giây rồi cười rộ lên. Các ngươi là nói, người giết chết thổ phỉ đã chạy trốn kia, đây là nhắm tới sức chiến đấu của lão hứa, cơ mà chắc đối phương không biết, lão hứa bất quá chỉ là một loại năng lực của hắn mà thôi. Nhâm tiểu túc cũng không giải thích. Hắn tin với sức chiến đấu đỉnh phong của lão hứa so với khí lực yếu ớt của vô sư chắc chắn ăn đức. Đúng vậy. An An lạnh lùng nói. Ngươi không muốn đi đô thành cũng không quan trọng, nhưng chuyện ngươi muốn biết thì tự mình nghe ngóng đi. Nhân tiểu túc có chút hứng thú đánh giá An An. Ta tin bây giờ các ngươi cũng không có viện binh trong va du. Nếu ta có thể tìm được nơi các ngươi ẩn thân, hơn nữa dám một mình tới, các ngươi cảm thấy bản thân đủ sức cứng đối cứng với ta. An An cười lạnh. Chúng ta có hai người vu sư, nếu ngươi cảm thấy thực lực mình rất mạnh thì không ngại chơi đùa với chúng ta một chút vừa dứt lời nhâm tiểu túc bỗng lao tới trước mặt trần trình cùng an an bàn tay như sắt thép của hắn nắm cổ cả hai cứng rắn nện hai người này lên vách tường của tiệm rèn chỉ trong trước mắt trần thị chi nhãn trong tay trần trình cùng an an rơi xuống đất Russell từng ghi trong quy tắc chung của vu thuật khi hắn đối mặt với kỵ sĩ trung thổ căn bản cũng không có cơ hội ngâm xuống trúng ngữ ngay cả kỳ tài ngút trời như Russell, đại vu sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng đánh không lại thì hai tiểu vu sư như trần trình và an an tính là cái gì trần trình cùng an an ra sức vùng vẫy nhưng bất kể bọn họ dãy ruộng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của nhâm tiểu túc vào lúc thợ rèn cùng học đồng muốn đánh lén nhâm tiểu túc nhâm tiểu túc đột nhiên buông ra lùi một bước mặc kệ trần trình cùng an an ngã trên mặt đất nhâm tiểu túc cướp lấy trường kiếm từ tay thợ rèn dùng sức vẻ gãy thân kiếm vũ khí của mình còn cầm không vững mà đòi chơi đùa với ta nói với trường mối các ngươi ta sẽ tới đô thành hơn nữa nếu mục tiêu của các ngươi là đối địch với vu sư thì chúng ta chung đường còn về việc lợi dụng gì đó thì đừng nghĩ tới nữa. Nói xong, nhâm tiểu túc quay người rời đi, để lại bốn người trong tiệm gian nhìn theo. Trước đó, bọn họ xác thực chưa bao giờ gặp qua đối thủ có thể lực mạnh như thế, vì vậy hiện giờ bị nhâm tiểu túc đánh cho thương tích đầy mình. Cũng chính giờ khác này bọn họ bỗng hiểu được thiếu niên kia mạnh tới nhường nào. Vì sao loại người này lại đi làm người hầu cận cho tiểu vu sư, đến cùng hắn tới vương quốc vu sư có mục đích gì? Trần Chính kinh ngạc nói. An An không phục, nàng nhìn về phía thợ rèn. Cách lực tư thúc thúc, phiền ngươi truyền tin tới Đô Thành để phụ thân họ cẩn thận đề phòng. Ừ, cách lực tư nghiêm túc gật đầu, với loại người vốn sống nhờ vào sức mạnh thân thể như hắn, đương nhiên nhận ra nhầm tiểu túc khủng bố cỡ nào, mọi người trong tổ chức hẳn phải toàn lực đề phòng chuyện xấu có thể xảy ra. Lúc này, nhầm tiểu túc rời đi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi lúc bày kiếm, hắn chỉ sợ mình thất bại, may mà công nghệ luyện kim ở đây không ra gì. Cho nên vấn đề tiếp theo là, nhâm tiểu túc dùng thiết bị theo dõi để tới chỗ thợ rèn hắn không để lại thứ này cho mai qua vì thế hắn lạc đường lúc này trong lò rèn vẫn là bốn người như cũ trần trình giúp thợ rèn kiểm tra thương thế một chút kết quả phát hiện hắn không sao chỗ bị nhâm tiểu túc đánh thì nãy chỉ có một cái dấu đỏ thật sự không sao trần trình hỏi cách lực tư gật gật đầu ra tay rất tinh chuẩn lúc ấy ta cảm giác thở không được ho khan nhưng sau đó thì ổn rồi tin ta người này khống chế sức mạnh thân thể vô cùng lợi hại dù là giác đấu sĩ lợi hại nhất đô thành cũng chưa chắc làm được như hắn vị thợ rèn cách lực tư này từng là giác đấu sĩ ở đô thành giác đấu sĩ nơi đó chia thành hai loại một là tối tớ cùng người hầu cận trong gia tộc vu sư các vu sư không muốn gặp nguy hiểm trong quá trình chiến đấu nên để giác đấu sĩ đại diện mình muốn dùng họ để tranh đoạt vinh quang gia tộc nói về em tài chứ thật chất các vu sư chỉ muốn dùng họ làm bàn cực đánh bạc mà thôi thắng vu sư sẽ giữ lại một nữa nữa còn lại đổi thành thẻ bạc đánh tiếp. Loại này bình thường sẽ nhận được vinh quang từ vu sư, chiến đấu vì vu sư, nhưng nếu trong quá trình chiến đấu mà thất bị sẽ bị vu sư vứt bỏ ngay. Loại giác đấu sĩ thứ hai là thuộc dân tới bước đường cùng mới tự nguyện trở thành giác đấu sĩ, có thể là đánh bạc thua tiền, có lẽ thể là cần tiền gấp, dù sao cũng tự nguyện bán mình cho trường giác đấu. Bọn họ không ngừng chiến đấu cho đến chết. Bản thân cách lực tư vốn là cái thợ rèn, vì kiếm tiền chữa bệnh cho phụ thân đã bán mình làm giác đấu sĩ, từng là giác đấu sĩ nổi danh nhất đô thành lúc ấy, về sau hắn được người đứng đầu tổ chức thợ săn tiền thưởng cứu ra, an bài làm người quản lý phòng an toàn tại Vá Du. Cách Lực Tư rất cảm tạ người này, cũng rất hưởng thụ cuộc sống an nhàn hiện tại. nhưng hưởng thụ an nhàn không có nghĩ hắn bỏ phí năng lực chiến đấu của mình. trên thực tế, nếu bây giờ Cách Lực Tư quay lại làm giác đấu sĩ, hắn vẫn có thể bách chiến bách thắng như cũ. kết quả, Cách Lực Tư tự tin như thế lại bị Nhâm tiểu Túc đánh cho không sức hoàn thủ. Cách Lực Tư nói đối phương dùng phương thức chiến đấu ta tự tin nhất để đánh bại ta dễ như trở bàn tay. Trần Trình và An An nhìn nhau. Có khi nào do ngươi không phòng bị thì hắn đột nhiên xuất thủ không? Sẽ không. Cách lực tư nói. Ta xác định dù ta phòng bị thì vẫn vậy. Nói xong, cách lực tư viết mấy dòng chữ lên một tờ giấy nhỏ, buộc vào chân chim bồ câu. Hắn nói với An An. Bây giờ chưa thể thả bồ câu đưa tin, phải đợi sáng mai bồ câu xung quanh thánh đường bay lên thì bồ câu của chúng ta mới lẫn vào được, vậy mới không khiến người khác chú ý. Ừ, An An gật đầu. Cách lực tư đột nhiên hỏi. Đến cùng thiếu niên này muốn làm gì, sao bỗng nhiên lòi ra cao thủ lợi hại như thế? An An bĩu môi không phục. Lợi hại cái gì, khi thổ vì tập kích thương đội, hắn chỉ biết trốn sau xe ngựa không dám động đậy cùng mai qua. Thật sao? Cách lực tư nghi hoặc hỏi nhìn thân thủ của hắn đối phó thổ phỉ không khó lắm thực lực là một chuyện can đảm là một chuyện an an cực kỳ tức giận vừa rồi nàng bị người coi như chim cút thật sự quá khuất nhục rồi nàng biết bản thân chỉ đang nói nhảm nhưng thật sự nhịn không được bấy giờ một âm thanh quen thuộc vang lên từ ngoài cửa ngươi nói ta sao? sao nha an an quay đầu lại thì bất ngờ thấy nhâm tiểu túc im lặng đứng trước cửa đã được một lúc tại sao ngươi lại quay về trong lúc nói giống người ta lại bị người ta nghe được thì thật sự rất quê nhà. Đương nhiên nhâm tiểu túc không thể nói hắn bị lạc đường nên cười giải thích. Ta sợ các ngươi bị gia tộc Berkeley bắt đi nên đặc biệt trở về hộ tống các ngươi, cảm động không? An An đục miệng nói. Tin người mới là lạ, ngươi sợ chúng ta đi mật báo à? Ta không sợ, nhâm tiểu túc nói. Đi thôi, ta còn phải ăn cơm nữa. Trần Trình cùng An An nhìn thoáng qua trường kiếm gác trên của bọn họ, chỉ có thể cố nén giận. Nhâm tiểu túc thấy hai bên đã hiểu nhau mới đưa hai thanh trường cho cách lực tư. Trên đường trở về, Trần Trình đột nhiên hỏi. Bây giờ trung thổ có bộ dáng gì? Ta nghe nói trung thổ rất yếu. Yếu? Nhâm tiểu túc cười cười. Cho nên 17 năm trước, cứ điểm 178 vốn yếu thế trong miệng các ngươi đã đánh bại quân đội của vương quốc vô sư. Đánh bại? Trần Trình sườn rớt một chút không phải thắng lợi sao? Nhâm tiểu túc cười lạnh. Ai nói? Hoàng thất tuyên bố với bên ngoài, nói cứ điểm 178 đã nhận được giáo huấn, chẳng qua lần này hoàng thất từ tâm nên không đại khai sát giới. Trần Trình đáp. Đúng là không có sĩ diện, vậy mà cũng dám bịa. Nhâm tiểu túc nói, lúc trước cứ điểm 178 đúng là rơi vào thị yếu, trung quy muốn phục hương quân sự cũng cần chục năm. Nhưng một khi quân sự trung thổ hồi phục, vương quốc vu sư tuyệt đối không thể chống lại. Tràng cảnh 17 năm trước đúng là thảm nhưng cứ điểm 178 vẫn giành được thắng lợi đó thôi. Mà tổ chức vu sư cùng hoàng thất vì duy trì thanh danh của mình lại lựa chọn xuyên tạc sự thật. Nhâm tiểu túc nhìn thoáng qua trần trình. Vào 17 năm trước, trung thổ đã thắng lợi, hơn nữa trung thổ mạnh hơn các người tưởng nhiều, không nói quân sự, chỉ mỗi công nghiệp cơ sở cùng xây dựng thành thị đã bỏ xa vương quốc vu sư vài con phố. Trần trình tới, Trước kia phụ thân từng nói về trung thổ, bảo nếu có cơ hội sẽ tới xem. Nhâm tiểu túc cười tùm tìm. Nếu ta biết được hiện tại tổ chức các ngươi đang trong tình trạng gì, nói không chừng còn có thể cho các ngươi tới cứ điểm 178 ở Tây Bắc tham quan một chuyến. An An đột nhiên hỏi. Người ở trung thổ có thân phận gì? Nhâm tiểu túc nhếch miệng cười. Ta sao? Chỉ là một người làm tình nguyện của Tây Bắc thôi. Chỉ biết nói dối. An An thầm nói, đúng rồi, chốt cuộc vì sao ngươi quay lại? Nhâm tiểu túc nghiêm túc nói. Và dù là trọng trấn phía nam, ta sợ hai người các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. An An nghi ngờ. Chú không phải người không biết dịch trạm ở đâu à? Ha 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 ha, sao có thể? Nhâm tiểu túc cười to nói. Nhâm tiểu túc ta hành tàu giang hồ, sao có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này? An An lập tức xác định, con hàng này vì không biết đường tới dịch trạm nên mới quay về, xem nàng và Trần Trình như hướng dẫn viên du lịch. Trong thành trấn Vazu, Du, nhâm tiểu túc nghênh ngang đi phía trước, mà hai người Trần Trình cùng an an tựa như tùy tùng đi theo sau. Cảm giác này khiến hai thợ săn tiền thưởng vô cùng nghẹn khuất. Thỉnh thoảng nhâm tiểu túc sẽ sai Trần Trình và An An đi mua một ít đồ ăn vặt, hơn nữa còn chịu không bỏ tiền. Trần Trình buồn bực. Người kêu chúng ta đi mua đồ cũng được đi, nhưng người không bỏ tiền ra là sao? Số bánh ngọt này chúng ta đâu có ăn. Nhâm Tiểu Túc làm như lẽ đương nhiên nói. Ta không có tiền. Hắn thật sự không có tiền. Từ khi tới vương quốc vu sư hắn không cần bỏ tiền cho việc ăn, mặc, ở, đi lại. Tất cả đều có miên dương nhân xử lý. căn bản không cần hắn ra tay. Nhâm Tiểu Túc không thiếu vàng, cơ mà hắn không muốn dùng. Một mặt vì tiền tệ nơi này muốn dùng vàng đổi phải tới ngân hàng vu sư, như thế sẽ khiến người khác nghi ngờ. Mặt khác, dùng tiền của người khác mua đồ cảm giác thật sự rất tốt. Lúc này Trần Trình bỗng hiểu được vì sao Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai lại nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc về Nhâm Tiểu Túc. Con hàng này quả thật rất giỏi chọc tức người khác, chỉ cần một cái giơ tay nhất chân đã khiến người ta muốn đứt hơi rồi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Đúng rồi, các ngươi có từng được huấn luyện cường độ cao chưa? Huấn luyện cường độ cao? Trần Trình sừng sớt. Đương nhiên có. Huấn luyện phương diện nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi, hắn muốn biết nội dung huấn luyện của vu sư là thế nào để sau này trong lúc chiến đấu còn dễ đề phòng trần thành cùng an an liếc nhau một cái dường như cũng không phải chuyện gì không thể nói trước lễ thành niên chúng ta phải ngủ trong nghĩa trang một tối dù sợ tới mấy cũng không được chạy trốn hay là hét làm sai phải làm lại nhâm tiểu tức rừng rớt còn gì nữa không chúng ta còn phải ăn tươi nội tạng động vật không thể được trần chính nói còn phải tự sinh tồn trên hoang dã một tháng. Có được mang theo chân thị chi nhãn không? Nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói. Đương nhiên có thể, chân thị chi nhãn là vũ khí của vu sư, vu sư không có vũ khí thì làm sao sinh tồn ngoài dã ngoại. Trần Chính nói. Nhâm tiểu túc bĩu môi. Ta không nói tới loại huấn luyện này. Trần Trình thấy bộ dáng chán ghét của nhâm tiểu túc thì có chút không phục. Chỉ có thợ săn tiền thưởng chúng ta mới được huấn luyện như vậy các vu sư khác không làm được đâu, cả vương quốc vu sư chỉ có chúng ta mới trải qua quá trình luyện tập như thế thôi. Vậy ta an tâm rồi. Nhâm tiểu túc cảm khái. Đầu tiên, ngủ trong nghĩa trong có thể rèn luyện chút lòng dũng cảm nhưng đối với nhâm tiểu túc chả là gì. Tiếp theo, sinh tồn trên hoang dã một tháng khá tốt, cơ mà đám người này còn mang theo chân thị chi nhãn, căn bản không thể xem là huấn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt được. Nói thật, địa vị những vụ sư này được nâng quá cao, cả đám sống an nhàn sung sướng, ngay cả tổ chức chiến đấu như thợ săn tiền thưởng cũng huấn luyện như dạy mấy đứa con nít trong nhà huấn luyện cường độ cao theo lời nhâm tiểu túc ví dụ như dù có người nổ súng bên tai binh sĩ vẫn có thể ngắm bắn chuẩn tỷ lệ bắn trúng trên 80%. mươi tỷ như có người cao giọng chửi bới thì binh sĩ vẫn phải nhanh chóng được xong địa đồ ví dụ có người kéo chốt lựu đạn binh sĩ trong 5 giây phải tìm ra đường chạy trốn huấn luyện cường độ cao vừa cực lại phải thi hành trong điều kiện khắc nghiệt vẫn phải bảo trì được lực tập trung của bản thân trần trình nhìn nhâm tiểu túc nói ngươi xem thường vu sư sao có thể nói vậy nhâm tiểu túc tùy ý gạt đầu ý vào năng lực ngoại thân cường đại mà bỏ bê huấn luyện trần trình vẫn có chút không phục ngươi lời còn chưa nói hết nhâm tiểu túc quay đầu nhìn hán cười nói bây giờ ngươi cầm chân thị chi nhãn ngâm sớm một câu chú ngữ thử xem trần trình có chút sửng sốt rồi đọc the chú ngữ vừa được đọc đến đây nhâm tiểu túc đã sẫm nát mu bàn chân của hắn chú ngữ lập tức im bặt đau đau quá đau quá trần trình ôm chân la hét ngươi xem đi ngay cả đọc chú ngữ ngươi cũng đọc không hết nổi nhâm tiểu túc nói khi nào ngươi có thể niệm chú ngữ dưới bất kỳ tình huống nào mới có tư cách chiến đấu với ta đương nhiên chỉ là có tư cách mà thôi vừa rồi trong tiệm rèn ta chỉ bóp cổ các ngươi một chút mà chân thị chi nhãn đã rơi xuống đất nếu ta thật sự muốn giết hai người các ngươi, các ngươi phản kháng được sao? Trần Trình cùng An An nhìn nhau, tính nói lại thôi, họ cảm thấy nhâm tiểu túc nói rất có đạo lý. Nếu bị người khác dẫm vào chân một cái đã không đọc chú ngữ được, không thể sử dụng vô thuật thì thật sự rất vô dụng. Rất nhiều người cho rằng, chỉ cần bản thân muốn tập trung là sẽ tập trung được, kỳ thật không phải thế, muốn không bị ngoại giới làm ảnh hưởng tới tâm trạng phải trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc. Trần Trình hỏi Ngươi có làm được không? Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Người dẫm chân ta đi, thử xem thế nào. Nhâm Tiểu Túc vừa nói nửa câu, Trần Trình đã hành động, cơ mà Nhâm Tiểu Túc chẳng dừng nói, thậm chí ngữ khí còn không bị ảnh hưởng tí nào, lại còn nhanh chóng xoay người đi tiếp về phía trước. Nhìn thấy không, như vậy chú ngữ của ngươi mới có tác dụng. Lúc này, An An đột nhiên đuổi theo, nghiêm túc nói. Huấn luyện cường độ cao bằng cách nào, ngươi dạy ta, ta có thể trả cho ngươi kim tệ khóe miệng Nhâm tiểu túc hơi nhếch lên. Có thể dạy, nhưng ta không cần kim tệ, chỉ cần nhìn biểu hiện hai người các ngươi. Biểu hiện như thế nào mới được? An An hỏi. Bánh rán khi nãy rất ngon, hai người giúp ta mua một phần đi. Nhâm tiểu túc nói, giờ khác này, An An cùng Trần Trinh đột nhiên cảm giác được, đoạn đường này e rằng hai người bọn họ sẽ trở thành tôi tớ của nhâm tiểu túc mất. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc nói những điều này với họ vì hắn đã xác định hai người này thuộc tổ chức mà Nhâm Hòa từng lưu ở Vương quốc Vu Sư. Trong nháy mắt khi hắn bước vào tượng rèn, cung điện bảo báo hắn biết, hắn đã tìm được manh mối thứ hai, còn manh mối này chứa bao nhiêu tin tức thì phải xem Nhâm Tiểu Túc khai thác thế nào. Khi đi ngang qua thánh đường, Nhâm Tiểu Túc thấy được rất nhiều thuộc dân đang vận chuyển đồ vật, hắn hiếu kỳ hỏi. Họ đã làm gì vậy? An An nghĩ nghĩ. Gia tộc Berkeley có tập tục, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5, Sáu giờ sáng ngày đầu tiên mỗi tháng sẽ có vu sư ở đây cầu nguyện cùng thuộc dân. Có ý nghĩa gì sao? Nhâm tiểu túc khó hiểu. Đại khái là hy vọng thuộc dân vĩnh viễn nhớ kỹ ân huệ của gia tộc Berkeley. Chân trình trả lời, thánh đường Vazu có kiến trúc gỗ thích điển hình, trông cực kỳ thần bí và nghiêm túc. Vòng nhọn, vách tường trụ, hoa cửa in trên cửa sổ, nhiều yếu tố kết hợp tạo nên thánh đường Vazu. 61 ngọn tháp chỉ thẳng lên trời, trên mỗi đỉnh tháp là tượng điều khác của ai đó những ngọn tháp điều khắc này là ai? Nhâm tiểu túc ngẩng đầu nhìn lên. Các đại vu sư qua từng thời kỳ của gia tộc Berkeley. An An đáp. Trên thực tế, đỉnh các thánh đường khác đều là đại vu sư kiệt xuất trong tổ chức vu sư, chỉ có giáo đường gia tộc Berkeley là để tượng điều khắc đại vu sư nhà mình. Không chỉ thế, trong thánh đường Vasu này còn có trăm một pho tượng, đều là vu sư các thời kỳ của gia tộc Berkeley. Giáo đường này được xây dựng lúc nào? Nhâm tiểu túc hỏi, xây dựng vào hơn 100 năm trước, bất quá là 60 năm trước đã được sửa chữa, sau đó có hình dáng này. An An nhìn tượng điêu khắc trên đỉnh rồi nói. Cũng chính lúc đó, bọn họ đã dỡ pho tượng sao xuống. Nhâm tiểu túc nhìn An An một cái. sao có quan hệ gì với tổ chức các người? An An nhìn nhâm tiểu túc. Việc này liên quan gì tới ngươi? Nhâm tiểu túc cười cười, không nói thêm gì nữa. Tổ chức kỵ sĩ nhâm hòa lưu lại đây là để giúp Russell, có nghĩa quan hệ hai bên vô cùng thân mật mới đúng. Theo suy đoán của Mai Qua, trước đây Russell bị các đại quý tộc ám sát, khả năng cao đây là lý do tổ chức của An An chán ghét tổ chức vô sư như thế. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này vẫn chưa được xác định, trần tướng vẫn cần nhâm tiểu túc tìm hiểu thêm. Chẳng qua, nhâm tiểu túc có thể đoán được, từ 60 năm trước gia tộc Berkeley đã bắt đầu dấy lên dã tâm, bọn họ hạt thượng điều khác của các vô sư khác xuống cũng vì thời khắc này. Nội loạn sao, nhâm tiểu túc vô cùng chờ mong chuyện này phát sinh lúc 6 giờ, đại vu sư ở trước giáo đường làm gì? Nhâm tiểu túc hỏi. Tạo ra thần tích. Trần Trình bình tĩnh đáp. Để thuộc dân thấy được sức mạnh không thuộc về thế giới này, từ đó càng thêm tôn sùng bọn họ. Không phải chỉ là phóng thích một chút vu thuật đẹp mắt sao? Nhâm tiểu túc khinh thường nói. Có sức giả thần giả quỷ, chẳng bằng suy nghĩ làm sao để bản thân trở nên mạnh mẽ, khó trách khoa học kỹ thuật ngày một đi xuống, thì ra là sợ bị thuộc dân vạch trần đi thôi 6 giờ chúng ta sẽ tới đây thân quyền là cơ sở khống chế vương quốc của vu sư vì bảo hộ cơ sở này vu sư không cho phép bấy kỳ yếu tố nào có thể uy hiếp quyền uy của bọn họ xuất hiện với tư cách là người trung thổ nhâm tiểu túc cảm thấy hết thảy những thứ này vô cùng dị dạng nhưng thuộc dân nơi này bị đứt gãy về văn hóa lại cảm thấy đây là lẽ hiển nhiên khi nhâm tiểu túc dẫn theo trần trình cùng an an tới dịch trạm mai qua nguyên dương nhân đã sớm ngủ vị vu sư mai qua ngốc nghếch này còn đặc biệt để lại lời nhắn cho nhâm tiểu túc buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi phải rời giường tham gia tuần lễ ở thánh đường Van Xu, đừng ngủ quá muộn. Nhâm tiểu túc thầm nói. Còn là một trạch nam. Ngày hè, trời sáng rất sớm, mới 5 giờ rưỡi mà mặt trời đã bắt đầu mọc. Mai qua gõ cửa phòng nhâm tiểu túc. Đi, dẫn ngươi đi nhìn thần tích. Nhâm tiểu túc mở cửa. Ngươi cũng là vu sư, vẫn tin tưởng thần tích. Dẫn cái gì vậy? Mai qua cười cười, Tiểu vu sư chúng ta sẽ không bỏ qua nghi thức này đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta quan sát tại vu sư thi pháp. À, nhâm tiểu túc gật gật đầu. Chính là quan sát học tập á hả? Vốn nhâm tiểu túc còn tưởng chỉ có hắn và mai qua tới quan sát. Kết quả ngoài ý muốn chính là hơn nửa thương đội đều dậy sớm để tới thánh đường Vazu. Không chỉ thế, tất cả thộc dân trong Vazu cũng lần lượt rời nhà, tụ tập ở thánh đường Vazu. Mọi người mặc áo choàng màu đỏ, khuôn mặt tất cả ẩn giấu trong mũ áo choàng nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, tất cả sẽ thấy nơi này như có một trận thủy chiều màu đỏ. Mai qua để Lý Thành Quả lấy một tấm vải đỏ to lớn ra. Chúng ta không có áo tròn đỏ nên ta đã bảo Lý Thành Quả đi mua vài khối vải đỏ ứng phó. Nhanh khoác lên đi, nhớ che kín đỉnh đầu. Nhâm Tiểu Túc đánh giá một chút, vải đỏ thật sự rất to, trông chẳng khác nào ga giường cả. Vì sao phải phủ thêm thứ này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không khoác hồng y trên vai có nghĩa không tôn trọng thần minh? Mai Qua nói. Nếu như điều kiện gia đình cho phép, trong tay còn phải bưng một cái đèn, khi thắp dầu cũng phải chú ý, phải là bơ do sữa dây chết xuất ra. Nhâm tiểu túc nhìn xung quanh, thấy được có vài tín đồ mặc áo choàng đỏ đang bưng đèn bơ đi tới. Cái gọi tôn giáo không chỉ là tôn kính thần linh mà còn có dụng cụ tương ứng để thêm mấy phần thần bí. Chẳng qua một màn này trong mắt nhâm tiểu túc rất thích hợp để thích khách ám sát, ám sát xong chỉ cần phủ tấm vải đỏ lên, theo đám người rời đi là được ví dụ hắn muốn giết đại vô sư này chỉ cần đứng trong trong phạm vi cho phép tùy tiện bắn một phát súng là có thể vứt súng rồi lần theo dòng người bỏ trốn nếu vô sư có thể sử dụng vũ thuật đỡ đạn hắn còn có thể dùng hắc thương đạn đen của hắc thương tương đối tàn nhẫn mai qua thấy nhâm tiểu túc không nói lời nào thì thuận miệng hỏi nghĩ cái gì vậy à không có gì nhâm tiểu túc cười một cách vô hại lúc này thủy triều đỏ tụ tập trước cửa thánh đường va du nam vu sư mặc áo bào rộng hồng sắc đứng khoang tay phía trước giáo đường trang phục vu sư cùng thuộc dân khác nhau ở chỗ tay áo vu sư có gắn thêm lông trồn trắng noãn sáu giờ đồng hồ trên đỉnh thánh đường kêu vang nam vu sư đồng loạt giang hai tay lên trời người đứng phía trước là gia chủ bức ly sao nhâm tiểu túc thấp giọng hỏi không phải gia chủ không tham dự loại chuyện này mai qua nói đừng nói nữa nghi thức sắp bắt đầu rồi khi tiếng chuông vang lên xuống vị đại vu sư đứng đầu thảm đỏ lấy chân thị chi nhãn màu đỏ ra tất cả thuộc dân nín thở nhìn theo đại vu sư cao giọng tụng hát ze is no such things ba bỗng nhiên một ám ảnh chi môn màu đen đột nhiên mở ra trước mặt đại vu sư cánh tay duỗi ra dùng lực tát mặt đại vu sư cắt đứt ngâm sướng nhâm tiểu túc thầm nói người nói huấn luyện cường độ cao không quan trọng ám ảnh chi môn xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh. Nhanh đến mức đa số mọi người thậm chí còn không phản ứng kịp, đến cùng chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó bàn tay nhanh như thiểm điện tát đại vu sư một bạt tai rồi biến mất không thấy đâu. Âm thanh kia thanh thúy vang dội trong không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đều bối rối, đại vu sư cũng bối rối. Thế nhưng sau cái bạt tai này thì không còn gì khác, hết thảy cứ như ảo giác vậy. Không sai, vạn người đều có cùng một loại ảo giác bởi vì không gian trước thánh đường va du có hạn mà tín đồ lại quá nhiều cho nên tín đồ kéo dài mấy dãy phố những người đứng quá xa không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ cảm thấy nghi thức tuần lễ này có hơi khác dần dần đám người phía sau bắt đầu hỏi chuyện người phía trước mình tất cả mọi người đều muốn biết chuyện gì vừa xảy ra bầu không khí giáo đường bắt đầu sôi trào nhâm tiểu túc đép hai tay vào trong drag giường tựa như chưa có gì xảy ra bạt tay này đương nhiên là hắn đánh cũng không phải nhâm tiểu túc ghét đại vô sư này hay gì chỉ là hắn muốn thử khi bị quấy nhiễu, đại vu sư có thể tiếp tục ngâm sướng chú ngữ không? Sự thật chứng minh, những đại vu sư này không được huấn luyện, chỉ chịu chút ảnh hưởng từ bên ngoài đã không đọc được chú ngữ. Không phải nói đại vu sư yếu cỡ nào, mà là dưới tình huống người bình thường chưa từng huấn luyện, đều là như vậy. Trước kia tất cả mọi người đều thấy các vu sư thi pháp tiêu sái, chỉ có nhâm tiểu túc mới chú ý tới sơ hở. Sau đó nhâm tiểu túc đau khổ suy tư một đêm, đương nhiên ý thức được, hình như ám ảnh chi môn hiện tại của hắn chính là thiên địch của các vu sư. Vu sư cũng hiểu rõ, thứ bọn họ sợ nhất là bị tập kích đột ngột, một khi phản ứng không kịp rất có thể lật thuyền trong mương. Cho nên, đại bộ phận vu sư khi chọn người hầu cận đều sẽ chọn giác đấu sĩ có năng lực cận chiến xuất chúng. Như vậy, trên thế này còn có năng lực cận thân nào lợi hại hơn ám ảnh chim môn không? Có, nhưng không nhiều lắm. Có thể nói, khi nhâm tiểu túc đã nghĩ thông suốt cách dùng ám ảnh chim môn với vu sư, không có bất kỳ vu sư nào có thể ngâm sướng chú ngữ đẳng cấp cao trước mặt hắn cả hiện tại nhâm tiểu túc có tự dưng thiên hạ vô địch cũng không quá phận miệng đám người mai qua lý thành quả lưu đình đã sớm há hốc bộ dáng đều như vô cùng khiếp sợ nhâm tiểu túc cảm thấy bản thân nên làm theo mọi người nên cũng chầm chậm há to miệng vị kia đại vu sư đứng ở đỏ trên nệm ánh mắt đảo qua bên cạnh không chút nào không có phát hiện bất cứ dị thường nào người vạn người khoa hồng y trước mặt hắn nay chẳng khác nào huynh đệ tỉ muội sinh đôi tại vu sư nhìn bốn vị vu sư bên cạnh vẻ mặt bốn người này cũng mờ mịt vô cùng là vu sư khác tập kích sao không đây không phải vu thuật ít nhất đại vu sư chưa từng thấy vu thuật nào thể xuyên không gian như vậy đây không phải vu thuật đại vu sư quay đầu nhìn tín đồ rậm rạp chẳng chỉ trước mặt hắn biết bản thân không thể lãng phí thêm thời gian bất luận là ai làm chỉ có thể đợi sau rồi chứ cứu hiện tại chuyện quan trọng nhất hắn cần làm là thực hiện xong nghi thức này bằng không gia tộc bớt ly sẽ bị tín đồ nghi vấn đại vu sư một tay cầm chân thị chi nhãn tay kia cầm một quyền trượng gõ xuống đất khi quyền trượng hạ xuống các tín đồ lần nữa yên lặng lại. đại vu sư cao giọng kêu lên: thần minh giáng lâm, mọi người ở đây ai cũng có tội lỗi, mà ta với tư cách là kẻ kế tục trung thực của người sẽ chịu tội thay. một trưởng này thanh tẩy hết thảy tội ác của chư vị. đây là thần ban ân. niêm tiểu túc thấp giọng hỏi: không phải vu sư luôn khoe khoang bản thân là thần đà sao bây giờ lại biến thành kẻ kế tục của thần rồi? chết đi chính là chân thần, còn sống là kẻ kế tục. mai qua nói nếu như hắn chết đi, hậu đại của hắn cũng sẽ tôn sùng hắn là chân thần, sau đó đặt tượng của hắn vào thánh đường Vasu. Nếu có một ngày trong giáo đường chứa đầy tượng, không còn chỗ chứa nữa, vậy phải mời vài vị gia người trời ở à. Nhâm tiểu túc hiếu kỳ. Mai qua lặng im nửa ngày, hắn thầm tự nhủ tư duy người hầu cận của mình đúng là không theo kịp mà. Lúc này, bốn đại vu sư còn lại một mực bảo vệ hắn, sợ sợ nghi thức tuần lễ lại xảy ra chuyện gì nữa. Nhóm vu sư đã chuẩn bị kỹ càng, một khi có tình huống tương tự phát sinh bọn họ sẽ lập tức xuất thủ đại vu sư nhìn bọn họ một cái rồi gật nhẹ đầu hắn cầm quyền trượng lần nữa gõ xuống đất tội nhiệt của các ngươi đã được rửa sạch hiện tại chúng ta dâng lên tín niệm của bản thân cho thần minh nói xong hắn bắt đầu ngâm xuống chú ngữ Re, is ba nghiệp chứng nặng nề đã được tẩy rửa ba tẩy rửa sắp hết rồi. 3. Vẫn chưa kết thúc. Đều đại vu sư ong ong, cả người bị đánh tới bối rối, gần như mất đi năng lực tư duy bình thường. Một cái bạt tai của nhâm tiểu túc thật sự không nhẹ. Bốn đại vu sư bên cạnh cố gắng đề phòng, thế nhưng ám ảnh chi môn mở ra quá bất ngờ, hơn nữa tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Tốc độ phản xạ thần kinh của những vu sư quen sống an nhàn sung sướng ngày sao bằng nhâm tiểu túc vị đại vu sư kia đã trúng liên tiếp bốn cái bạt tai một câu chú ngữ hoàn chỉnh cũng không đọc nổi thật sự quá tầm môn mà lúc này đại vu sư lâm vào trạng thái nửa hôn mê một tiểu vu sư vội vàng cho người đỡ đại vu sư vào giáo đường mà hắn thì quát vệ sĩ bên cạnh nơi này có người tội ác tẩy trời đã hóa thân ác ma thần minh đã đem tội của hắn giận lây sang chúng ta đi tìm hắn đi nhâm tiểu túc trong đám người nghe vậy thì cảm khái lừa gạt đúng là lừa gạt không cần biết tình huống thế nào lừa người đã quen mồm rồi giỏi đấy chẳng qua lần này nhâm tiểu túc đã hạ thủ lưu tình nếu hắn thật sự ra tay độc ác nói không chừng một trường là có thể đánh đầu vị đại vu sư này nát như nhưng như vậy thì thành trấn va du chắc chắn sẽ bị phong tỏa và mọi người sẽ bị nhốt ở đây mục tiêu của nhâm tiểu túc là đô thành hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây hơn nữa gia tộc bớt sắp làm phản có nhiều thêm một đại vu sư lại có thêm một phần lực chiến đấu trong lúc nhất thời các tín đồ chạy trốn tư tán nhâm tiểu túc cùng mai qua chạy về phía dịch trạm thành trấn và du cũng loạn cả lên nhâm tiểu túc vừa mới tiến dịch chạm đã thấy tiễn vệ ninh kêu hộ vệ lui ngựa ra khỏi chuồng hắn thấy mai qua liền vội vàng nói mai qua đại nhân tôn kính và dù có chuyện lớn rồi chúng ta chỉ có thể nhanh chóng rời đi bằng không thương đội sẽ bị vay ở va du chậm một ngày chi tiêu tăng thêm rất lãng phí tiền nhâm tiểu túc hiếu kỳ nói bây giờ mà chúng ta vẫn có thể ra ngoài sao tiễn vệ ninh nghĩ nghĩ rồi nói người hầu cận đại nhân không cần lo, ta có biện pháp. Trong thương đội có khoảng một nữa tham gia nghi thức tuần lễ tại Thánh đường Va Du, dần già mọi người cũng quay về dịch trạm, tiễn vệ ninh chờ trước cửa, khẩu thúc giục mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhâm tiểu túc có thể nhìn ra, tiễn vệ ninh rất gấp, lần này Thánh đường Va Du có chuyện xảy ra hẳn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch che giấu của thương đội. Nhâm tiểu túc không có gì cần thu thập, hắn nghênh ngang ngồi ở trước cửa dịch trạm chỉ ngắn ngủn trong vòng một tiếng đã có bốn năm đội vệ binh đi qua trước cửa dịch trạm có một đội còn tiến vào dịch trạm dò xét. Chẳng qua điều khiến nhâm tiểu túc ngoài ý muốn là khi tiễn vệ ninh ra mặt lấy một ít công văn đưa cho vệ binh đọc, vệ binh liền rời đi. Ban đầu nhâm tiểu túc cho rằng tiễn vệ ninh có thể có quan hệ đối địch với gia tộc Berkeley, bằng không vì sao khi hắn tới đây lại cẩn thận và khẩn trương như vậy. Nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, hắn đoán cũng không đúng lắm, tiễn vệ ninh có thể dùng giam ba câu để ứng phó vệ binh, xem chừng trên người thứ chứng minh thân phận của hắn ở gia tộc Berkeley. Như vậy, Kế hoạch của Tiễn vệ Ninh rất có thể chính là kế hoạch của gia tộc Berkeley. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không lộ ra, càng không báo cho thằng Ngốc Mai qua biết. Chỉ cần hắn có thể tới đô thành, Tiễn vệ Ninh có kế hoạch gì với hắn mà nói đều không quan trọng. Không bao lâu, hai người Trần Trình cùng An An đã về tới. Bọn họ không tụ họp cùng gì của họ mà tìm Nhâm Tiểu Túc, bày tỏ thái độ mong người hãy giúp chúng ta huấn luyện cường độ cao. Nhâm Tiểu Túc cười tùng tìm nói, biết huấn luyện quan trọng cỡ nào chưa? Biết, Trần Trình cùng An An nghiêm túc nói. Hai người này mặc hồng y, rõ ràng đã tham gia nghi tức tuần lễ, vì thế cả hai chắc chắn đã tận mắt chứng nhận đại vu sư bị cắt đứt quá trình thi pháp thế nào. Một khắc này, ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu hai người chính là huấn luyện thật sự rất quan trọng. Đại vu sư cầm chân thị chi nhãn màu đỏ trong tay, hơn nữa đối phương còn sử dụng vu thuật không biết bao năm rồi, kết quả nhiều năm khổ tu, nghiên cứu, minh tưởng như vậy lại thu dưới một cái bàn tay. Trần Trình cùng An An hiểu rõ, cái bạt tai này dùng bao nhiêu sức không quan trọng, chỉ cần đủ để khiến người dừng đọc chú nghĩ, như vậy người đã đủ thua rồi. Vu sư không thể đọc chú ngữ, còn không bằng người bình thường. Vì vậy, hai người bọn họ lập tức nhớ tới lời nhâm tiểu túc từng nói, bọn họ cần được huấn luyện như thế. Có lúc, bọn họ thậm chí hoài nghi bạt tai kia là nhâm tiểu túc làm ra, nhưng hai người càng nghĩ lại càng cảm thấy không phải nhâm tiểu túc. Trong ấn tượng của bọn họ, từ đầu đến cuối nhâm tiểu túc đều chỉ là một giác đấu sĩ thuần túy, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể để chiến đấu chứ chẳng biết gì về vu thuật. Hơn nữa Trần Trình từng nhiều lần xác nhận cùng miên dương nhân, nhâm tiểu túc không phải vu sư, chỉ có thần lực trời sinh. Điều quan trọng nhất là, nhâm tiểu túc đến từ trung thổ, không hề biết ngôn ngữ vu sư, căn bản không có cách nào thi triển vu thuật. Có thể nói ám ảnh chi môn mở ra trước mặt đại vu sư trong mắt bọn họ là một loại vu thuật kiểu mới. Những năm gần đây thỉnh thoảng sẽ có vu thuật mới được phát hiện. Nói đúng hơn, các vu sư không phải người sáng tạo ra vu thuật, mà là người phát hiện ra có chút ít phu thuật từng được nhắc tới trong quy tắc chung phù thuật nhưng chỉ có vài người nắm giữ minh tưởng của nó tỉ như thiên thạch sao rơi vậy hiện giờ ngoại trừ gia tộc tiêu đo ra không còn ai biết cách phóng thích phù thuật này không chỉ gia tộc tiêu đo có bí thuật như vậy mà gia tộc berkeley cũng vậy đây cũng là nguyên nhân lúc trước hút sao cố hết sức phản đối việc quý tộc khống chế tổ chức phu sư hắn muốn xây dựng trường học phu sư tạo thành một hệ thống dạy học thống nhất mà điều này lại phá vỡ cân bằng giữa các gia tộc đụng chạm tới lợi ích chung của họ ai sẽ chịu đem thứ quý giá như vậy cho mọi người cùng hưởng. Nếu không phải Russell là kỳ tài ngút trời, không thể đánh bại, hơn nữa còn có một lực lượng thanh thiếu niên đứng bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn khó lòng chống đỡ tới lúc tai biến. Hiện giờ Russell đã chết, chuyện thống nhất đó đã chẳng còn ai nhắc lại. Cho nên có ai phát hiện ra vu thuật mới cũng dự kín mà không nói ra, điều này rất có thể đó chứ. Nói cách khác, mọi người thật sự không còn cách để giải thích sự xuất hiện của ám ảnh chinh môn. Loại suy đoán này khiến nhâm tiểu túc có thêm thông tin. Giờ khắc này đại vu sư gia tộc Berkeley đang tìm kiếm hung thủ, điều thầy phỏng đoán đều là do gia tộc đối địch tới phá hoại là chính, cũng không ai nghĩ tới tiểu vu sư như mai qua có thể làm nên trò chống gì. Trung quy ai sẽ nhàn rỗi chạy tới kiếm chuyện với một đại gia tộc vu sư chứ? Rảnh rỗi có tới chán sống sao? Thí nghiệm đơn giản của nhâm tiểu túc nhanh chóng được gia tộc Berkeley nâng lên thành đấu tranh chính trị. Không đợi thương đội rời đi, mọi người bắt đầu truyền miệng nhau. Nhâm tiểu túc nghe được một người qua đường nói, Phu sư của giáo đường nói với bên ngoài trong vương quốc có người cầm quyền mang dấu tích tà ác, phản bội thần minh. Thần minh đã giáng xuống thần tích, trách gia tộc Berkeley với tư cách là kẻ kế tục của thần, lại ngồi nhìn người phản bội thần minh tiếp tục làm sằng làm bậy. Thần minh cho rằng gia tộc Berkeley là người trung thành nhất, cho nên hy vọng bọn họ có thể diệt trừ người phản bội tới từ vương bắc kia. Người qua đường bị hù cho sững sờ. Người phản bội là ai? Nói vậy ngươi còn chưa hiểu một người đi đường khác nhỏ giọng nói. Gia tộc Winston ở phương Bắc một một trung thành với gia tộc Berkeley, còn dư lại đương nhiên là gia tộc Norman và gia tộc Tudor. A, à, Norman, Tudor cùng Berkeley, vương quốc chúng ta sắp có chiến tranh. Có người thấp giọng kinh hô. Khai chiến thì sao? Bọn họ phản bội thần minh, đương nhiên phải khai chiến. Bọn họ ruồng bỏ thần minh, cũng chính là ruồng bỏ chúng ta. Một người nói nhâm tiểu túc ở bên cạnh nghe được thì trợn mắt há hốc mồm khả năng ứng phó trước scandal của gia tộc berkeley mạnh quá rồi chỉ nói vài câu đã chỉ mũi nhọn về hướng gia tộc no và gia tộc tiêu đo lời đồn mang mục đích chính trị cao thế này rõ ràng là do gia tộc berkeley truyền ra vì chính họ châu bò nhâm tiểu túc không khỏi cảm khái lúc này hắn vẫn chưa biết năm cái bạt tai của hắn đã giúp kế hoạch của gia tộc berkeley được triển khai sớm hơn kế hoạch mấy tháng thương đội lên đường mai qua trong xe ngựa cảm khái. Lúc ấy chúng ta cách đó rất gần, năm bà tai kia ta nghe tiếng còn cảm giác đau, cũng không biết là ai phát minh ra vụ thuật mới mà nham hiểm như vậy. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai qua một cái. Có bà tai vào mặt ngươi đâu mà than. Mai qua nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Mối chốt là lực tay người kia cũng quá lớn, ta thấy được hắn tán rớt vài cái răng của đại vô sư luôn á. Thời điểm thương đội rời khỏi thành, Tiễn vệ Ninh lần nữa ra mà thương lượng cùng vệ binh Va Du tiến hành cũng không biết hắn làm thế nào để thuyết phục vệ binh, rõ ràng thành trấn đã hạ lệnh giới nghiêm, vậy mà hết lần này tới lần khác thương đội vẫn có thể rời đi. Xa hơn Bắc, chính là lãnh địa của gia tộc Winston, đây là gia tộc anh em với Berkeley, nhâm tiểu túc phỏng đoán tiễn vệ ninh như cũ có thể thông suốt qua thành. Việc này đối với nhâm tiểu túc là một tin cực tốt, bởi vì kế hoạch chân thật của thương đội sẽ trở thành ô dù cho kế hoạch của hắn. E rằng tiễn vệ ninh cũng không ngờ, lúc bọn họ mượn thân phận mai qua làm giấy thông hành cũng có người đang chuẩn bị mượn kế hoạch của bọn họ che giấu hành tung bản thân đây là một sự kiện lợi dụng lẫn nhau nhưng đến cuối của kế hoạch chỉ sợ người ăn thiệt thòi lớn nhất chính là đám tiễn vệ ninh trên đường đám thanh niên trong thương đội dần khôi phục sự sôi động sau một hôm nghỉ ngơi ở thành trấn tất cả mọi người đã khôi phục tinh lực từ khi rời khỏi va du nhâm tiểu túc cảm nhận được ánh mắt mai qua nhìn mình thường xuyên mang theo vài phần nghi hoặc tự hồ đang có gì đó nghi ngờ hắn hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều Mai qua đang nghĩ, chuyện xảy ra ở thánh đường Vasu hôm đó đến cùng có liên quan gì tới con hàng này không? Nếu có, làm sao con hàng này làm được? Trên đường đi, mai qua bị một đống dấu chấm hỏi bao vây, trăm mối không có cách giải. Mà với Nhâm Tiểu Túc mà nói, điều thay đổi nhiều nhất chính là thái độ của Trần Trình cùng An An. Hắn cưỡi ngựa chậm rãi dạo quanh bốn phía, Trần Trình cùng An An tận lực quấn muốn hắn chỉ họ cách huấn luyện. Chuyện này có ý nghĩa trọng đại không chỉ quan hệ đến hai người bọn họ mà còn ảnh hưởng tới việc nâng cao sức chiến đấu của cả tổ chức, thậm chí còn là cuộc chiến trong tương lai của họ. Trước chuyện từng xảy ra ở Thánh đường Vazu, kỳ thật có rất ít cuộc chiến giữa các vu sư, hoặc là nói vu sư rất ít tham gia chiến đấu đều. Dưới tình huống bình thường, vu sư nhìn ai không vừa mắt sẽ để người hầu cận cùng tôi tới bên người dọn dẹp hết thảy, còn có sự hậu thuẫn của gia tộc vu sư, kỵ sĩ đoàn hùng mạnh, vu sư nào cần phải tự hội xuất thủ. Thế nhưng đám người Trần Trình cùng An An thì khác, bọn họ là vu sư lại chiến đấu với vu sư cả đời đã định sẽ dính vào vòng xoáy vô sư nhưng trước đó mọi người cần phải nghĩ cách nâng cao uy lực vu thuật số lần phóng thích vu thuật ví dụ như mỗi ngày đều suy nghĩ mỗi ngày đều luyện tập nhằm đề cao độ thuần thuộc và lực phá hoại của vu thuật nói trắng ra là hai bên vừa đi vừa phóng thích vu thuật trình độ vu thuật ai người đó thắng thế nhưng trong tình huống gia tộc vu sư tư tàng minh tưởng đồ vu thuật lại có chân thị chi nhãn tốt hơn người khác điều này khiến thợ săn tiền thưởng luôn ở thế hạ phong sự kiện thánh đường Va Du mang tính ý nghĩa cao, điều này thể hiện dưới tình cảnh cực đoan có thể tùy ý thi pháp. Thế nhưng kẻ địch lại khiến người không đọc chú ngữ được thì khi ấy Vu sư có khi còn tệ hơn người bình thường. Không quan tâm người có chân thị chi nhãn thế nào, chú ngữ đọc không hết thì chân thị chi nhãn cũng chẳng khác nào hò đá người đường. Hơn nữa, thợ săn tiền thưởng thường xuyên gặp phải tình huống chiến đấu cực đoan, có một ít tiền bối chưa đọc xong chú ngữ đã bị kỵ sĩ đoàn của Vu sư loạn đao chém chết. Bọn họ xác thực cần nâng cao năng lực chống đỡ. Cho nên Trần Trình cùng An An vừa báo việc này cho dì, dì đã lập tức nhận ra tầm quan trọng của nó, sau đó mệnh lệnh hai người tìm cách học được huấn luyện cường độ cao. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa lười biếng nói. Huấn luyện không có đường tắt dễ đi, nếu các ngươi chỉ muốn đạt được thứ giống như bí tịch gì đó thì sớm từ bỏ đi. Trần Trình cùng An An có hơi thất vọng. Vậy ban đầu ngươi được huấn luyện thế nào? Vì sao ta dùng sức dẫm chân ngươi, ngươi vẫn có thể tập trung nói chuyện mà chẳng hề hắn gì? Nhâm Tiểu Túc rất muốn nói, kỳ thần là sức lực của người quá nhỏ dẫm không đau chút nào đó thôi nếu người cầm súng bắn tỉa bắn ta ta nói năng lưu loát được mới là lạ thế nhưng muốn dụ dỗ người khác nói thật là dở rồi nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ lại nói như vậy đi chúng ta bắt đầu huấn luyện từng tầng cơ sở nhất từ giờ trở đi trừ ăn cơm ra các ngươi phải liên tục đọc chú ngữ khi bị ta cắt đứt chuyện các ngươi cần làm là vẫn bình tĩnh mà đọc được có hữu dụng không trần chính nghi ngờ nói đương nhiên hữu dụng, kỳ thật đây là biện pháp khá ngốc. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng giải thích. Khi ngươi đọc một câu hơn vạn lần, nó sẽ trở thành phản ứng bản năng của ngươi. Ngươi xem đi, bây giờ ngươi đi đường căn bản không cần suy nghĩ bản thân phải bước chân trái hay phải, dù vừa đi vừa nói chuyện vẫn không bị ngã. Đây là phản ứng bản năng, cho nên, cơ sở của quá trình này là tập luyện phản ứng bản năng. Nếu các ngươi có thể làm được điểm này, chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Trần Trình cùng ăn ăn nghe xong cũng cảm thấy rất có lý. Lúc này, huấn luyện liền bắt đầu. Hiện tại, Mai Qua phụ trách dạy Miên Dương nhân ngôn ngữ vô sư, cả hai học mệt muốn chết, vừa định ra ngoài hít thở không khí thì thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Trình, An An cười vui vẻ nói chuyện phiếm. Lý Thành Quả nói với Mai Qua. Mai Qua đại nhân, Nhâm Tiểu Túc không cần học tập ngôn ngữ phu sư sao, ngài cũng quá nhân từ với hắn rồi. Mai Qua lườm Lý Thành Quả một cái, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, việc này còn cần ngươi nhắc nhở, ta bao ăn bao ở cho hắn còn bị hắn gọi là Tiểu Mai, ngươi thì tính là cái gì? Lưu Đình đột nhiên nói với Mai Qua. Mai Qua đại nhân, hắn cứ muốn làm gì thì làm như thế, không chịu học ngôn ngữ vô sư, về sao làm vô sư kiểu gì? Mai Qua thở dài. Được rồi, kệ hắn đi, kỳ thật như vậy cũng tốt, vạn nhất không mở ra chân thị chi nhãn, hắn cũng không thất vọng, hắn cùng các ngươi không rốn, nhà các ngươi có tiền, cơ hội nhiều hơn so với hắn, hắn chỉ có một cơ hội, tỷ lệ thành vô sư khá thấp. Lời này vừa nói ra, hai người lý thành quả cùng lưu đình đều trầm mặc bọn họ đều biết chân thị chi nhãn khó mở ra thế nào mai qua tiếp tục nói cho nên nếu xác suất thấp hay trước đừng vẽ thêm giấc mộng vu sư cho hắn làm tùy tùng của ta cả đời cũng không bảo lại hắn đến lúc đó trở về chóc trai rồi ta sẽ tìm cho hắn một cô nương tốt cả đời bình an sống cũng được lúc này lý thành quả cùng lưu đình nhìn nhâm tiểu túc bên ngoài xe ngựa ánh mắt tràn ngập đồng tình chẳng khác nào đang nhìn một bệnh nhân ung thư nhâm tiểu túc không biết bản thân đang hoàn thành tiếu ngữ trong mắt hai miên dương nhân lại thành người sắp chết. Đối với miên dương nhân Lý Thành Quả cùng Lưu Đình mà nói, trở thành vu sư là giấc mộng bọn họ truy cầu cả đời. Nếu đời này không thành được vu sư, không thấy được thế giới mỹ lệ kỳ diệu thì sống còn có ý nghĩa gì. Nhưng tiểu túc không biết nam cái tát của mình đã ảnh hưởng tới gia tộc Berkeley và tổ chức vu sư thế nào. Tựa như Trần Trình cùng An An cũng nhận ra việc duy trì độc chú ngữ quan trọng cỡ nào. Bất cứ lúc nào Berkeley cũng có thể chuẩn bị phát động chiến tranh giữa các gia tộc, điều này có thể nhận ra được vu sư sống an nhàn sung sướng đã quen nên dưỡng ra rất nhiều tật xấu nhưng họ không ngu hiện tại đã xuất hiện một loại vu thuật viễn trình có thể cắt đứt quá trình vu sư thi pháp tất cả vu sư đều phải cảnh giác lên bên trong thánh đường Ba du lúc này đại vu sư đã dần tỉnh táo lại nhâm tiểu túc ra tay có chừng mực nên hiện tại ngoại trừ gãy hai cái răng ga hắn cũng không bị gì nặng hơn nữa cả hai đều là răng khôn nói chuyện không sợ bị lọt gió hơn nữa đại vu sư vì hai cái răng khôn này đã chịu đau đớn nhiều năm hiện tại coi như nhân họa đắc phúc tuy bản thân hắn không cho là vậy. Đại Vu sư ngồi trước bàn dài trong phòng học giáo đường, trong phòng họp có treo tranh của các đại gia chủ gia tộc Berkeley, tư thế vị nào cũng oai hùng cao ngạo, các gia chủ phảng phất như đang nghiêm túc quan sát mọi người trong phòng họp. Đại Vu sư mở miệng. Chuyện này là sỉ nhục của gia tộc Berkeley ta, tuy về mặt dư luận chúng ta có lợi, thuộc dân cũng bắt đầu thù hận gia tộc Tiêu Đo và gia tộc Norman, thế nhưng chư vị phải hiểu, bà tai tuyệt đối không phải thần tích nhất định là do gia tộc no mần cùng gia tộc tiêu đo cả người đã nhận ra cái gì đó muốn hủy đi tín ngưỡng căn cơ của sáu quận phía nam hủy đi chúng ta các tiểu vu sư ngồi hai bên bàn dài cúi đầu không nói bọn họ biết hiện tại không phải lúc nói chuyện năm cái bạt tay mà dẫn tới ngần này chuyện nhầm tiểu túc thật sự không ngờ tới tất cả chỉ là trùng hợp thôi mắt thấy gia tộc bớt sắp phát động chiến tranh tinh thần mọi người trong gia tộc đều rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là sẽ suy diễn ra ngay. huống chi nhâm tiểu túc còn ra tay trong quá trùng diễn ra nghi thức. đây không phải gió thổi cỏ lai đơn giản nữa mà là sóng to gió lớn. đại vu sư nói tiếp. Joker, người cho người nhanh chóng chuyển tin này về quận ly đi. gia chủ phải nắm được hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra. vâng, lucas đại nhân. vu sư tên là Joker gật đầu đồng ý. tên đầy đủ của đại vu sư là lucas Berkeley. đại vu sư nhìn một gã vu sư khác. Để kỵ sĩ trưởng của Hòa Diễm kỵ sĩ đoàn tới gặp ta, trước khi gia chủ đưa ra quyết định, chúng ta phải lập tức phong tỏa Vasu, nhanh chóng bắt được Vu sư Thi Pháp, hiểu rõ vu thuật." Tiểu Vu sư đáp lại. "Được, Lucas đại nhân." Tại Vu sư hỏi. "Đã phong tỏa tòa thành chưa?" "Đã phong tỏa." Tiểu Vu sư đáp. "Thế nhưng Lucas đại nhân, sáng hôm nay có một thương đội rời khỏi Vasu, trên tay bọn họ là huy chương hùng sư của gia tộc Lucas nghĩ nghĩ rồi nói, "Việc này đừng để lộ ra, ta biết tình huống của thương đội, bọn họ có nhiệm vụ trọng yếu trong người." "Đã rõ thưa Lucas đại nhân." Tiểu Vu sư thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ hung thủ ở trong thương đội này, bản thân lại để lọt mất con mồi. Tại Vu sư Lucas nói với hai gã Vu sư khác, "Tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, hai người các ngươi hãy nghĩ cách ứng đối với dư luận, bao gồm cả dư luận bên trong Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn nữa, các ngươi phải hiểu" tín ngưỡng chính là lợi kiếm trong tay chúng ta nếu như hỏa diễm kỵ sĩ đoàn không có tín ngưỡng chúng ta khó lòng lấy được thắng lợi trong trận chiến này đúng vậy đại nhân tiểu vu sư đáp lúc này đã đến chủ đề trọng yếu nhất lucas nói trong chuyện này không chỉ có có mặt xấu chúng ta cũng phải nghĩ theo hướng tốt đoàn sát thủ của địch nhân đã lộ ra có thể bất kỳ lúc nào trong chiến trường cơ mà hết lần này tới lần khác dùng dùng trước khi chiến tranh xảy ra chúng ta đề cao cảnh giác với loại vũ thuật này Joker, cơ, ngươi phải bẩm báo việc này cho gia chủ, trước chiến tranh, chúng ta phải tiến hành huấn luyện đặc biệt vu sư, cam đoan chú ngữ sẽ không bị gián đoạn. Không riêng gì gia tộc Berkeley cảnh giác, gián điệp trong du cũng truyền tin tới khắp các nơi, vì đảm bảo an toàn, có người thậm chí còn một lần truyền tin với năm con bồ câu, nội dung chỉ có một, xuất hiện vu thuật viễn trình có thể cắt đứt quá trình đọc chú ngữ, phải cẩn thận. Trong đó, tình báo của gia tộc Norman cùng gia tộc Tiêu Đào có hiệu quả cao hơn, bọn họ có các loại vu thuật riêng để truyền tin. Gia tộc Norman có vũ thuật hỗ trợ nói chuyện qua mặt gương, không khác gì video call trước tai biến. Trong gia tộc có người phụ trách kết nối với gián điệp, mỗi tối cả người phụ trách nhận tin và gián điệp chỉ cần mở hai cái gương đã được kết nối ra là được. Mà gia tộc tiêu đau cũng không kém, bọn họ cũng có cũng có vu sư chuyên môn phụ trách tin tức. Ngoại giới chỉ biết gián điệp gia tộc tiêu đo dùng thuật luyện kim để truyền tin lại không biết nguyên lý trong đó. Có thể nói, không riêng gì gia tộc Berkeley bắt đầu huấn luyện vu sư mà các gia tộc nhận được tin điều vậy chung quy chuyện này thật sự quá nghẹn khuất, không ai muốn dẫm vào vết xe đổ của đại vô sư cả. Về phần huấn luyện thế nào thì mọi người còn chưa nghĩ ra. Có người lén lút đùa cợt, không bằng trước hết vừa đọc đọc chú ngữ và tắt nhau đi, tát tới khi nào đọc không dừng được mới thôi. Đương nhiên, lời này chắc chắn không thể nói ra ngoài, bằng không bản thân sẽ trở thành kẻ đần trong mắt người khác. Nhưng phải nói, năm cái bạt tay này của nhâm tiểu túc đã giúp vô sư có thêm ý thức chiến đấu và tự rèn luyện. Hỏa diễm kỵ sĩ đoàn của gia tộc Berkeley đã bắt đầu tập kết, đại lượng quân bị và vật tư từ sáu quận phía nam hội tụ đến quận va du lương thực dân phu hết thảy hậu cần thực tế đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị rất nhanh gia chủ Ly cũng đã đến quận va du bọn họ xem nơi này là khởi điểm xem bốn quận gia tộc ôn tư đặc trưởng khống làm cứ địa bắt đầu con đường chinh phạt về bắc nội chiến toàn diện của vương quốc phu sư dần bắt đầu nhưng không ai có thể nghĩ đến trận chiến tranh này bắt đầu chỉ vì có người nhàn rỗi không chuyện gì làm nhẹ nhàng dùng năm cái bạt tay khơi gợi lên hỏi người hai vấn đề. Nhâm tiểu túc ngồi trên lưng ngựa chậm gì hỏi. Kết quả trần trình cùng An An chỉ nhìn mà không trả lời. Chỉ thấy miệng hai người lầm bầm, vẫn đang đọc chú ngữ tu vu thuật. Nhâm tiểu túc nhớ mày. Ta thật sự có chuyện muốn hỏi. Thế nhưng trần trình cùng An An vẫn như trước không có ý định đáp lời, chỉ tiếp tục đọc thuộc lòng chú ngữ. Thương đội đã rời khỏi va du được hai ngày, toàn bộ hành trình trần trình cùng An An đều chăm chỉ tập luyện, dựa theo yêu cầu của nhâm tiểu túc, Mặc kệ nhâm tiểu túc có quấy nhiễu thế nào thì bọn họ cũng không được ngưng niệm ngữ một khi gián đoạn sẽ bị trừng phạt thí dụ như cho nhâm tiểu túc nấu cơm ví dụ như tìm cỏ khô trải rừng chiếu cho nhâm tiểu túc ban đầu hai người thường xuyên bị cắt đứt có đôi khi nhâm tiểu túc đột ngột xuất hiện dọa bọn họ giật mình hoặc là hơn nửa đêm đánh thức hai người yêu cầu cả hai đọc một đoạn chú ngữ không nói gì khác hai ngày này chương trình cùng an an đã cảm nhận sâu sắc được sự khinh người của nhâm tiểu túc hiện giờ bọn họ phát hiện bản thân chẳng khác nào tôi tới miễn phí của tên này phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nhâm tiểu túc chẳng qua chỗ tốt cũng có hai ngày này an an phát hiện quá trình đọc chú ngữ của mình không dễ bị cắt đứt như lúc trước nữa dọc đường có hai đứa nhỏ chạy dẫn đụng phải nàng kết quả an an phát hiện tuy bị đụng nhưng nàng vẫn đọc chú ngữ như cũ đây là một dấu hiệu tốt chỉ là thời điểm nhâm tiểu túc thật sự muốn hỏi hai người này một ít chuyện trần trình cùng an an căn bản không để ý hắn khục khục chúng ta ngưng một chút hai người yên tâm bây giờ hai người dừng lại ta tuyệt đối không trừng phạt Nhâm tiểu túc nói. Trần Trình cùng An An nhìn hắn một cái, ánh mắt biểu lộ sự không tin tưởng. Nhâm tiểu túc vô cùng đau đớn nói. Chẳng lẽ ta không đáng tin như vậy? Trần Trình cùng An An vừa đọc chú ngữ vừa điên cuồng gật đầu. Được rồi, hai người tiếp tục đi, ta còn tưởng chúng ta là tình nghĩa thầy trò thâm hậu, là ta nhầm rồi. Nhâm tiểu túc thở dài. Nói xong, hắn không chế ngựa đi về phía mai qua, tới nơi, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Mai Qua đang dạy ngôn ngữ phu sư cho hai miên dương trong xe. Mai Qua thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Có tương đối chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Lúc này, Mai Qua nhảy xuống xe ngựa, đi tới một chỗ không người cùng Nhâm Tiểu Túc. Chuyện gì? Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại chúng ta đã tiến vào lãnh địa của gia tộc Winston, còn bao lâu nữa sẽ tới Đô Thành. Nhâm Tiểu Túc nói. Đại khái nửa tháng. Mai qua nói. Lần này tốc độ thương đội xem như khá nhanh đó. Một khi rời khỏi lãnh địa ra tàu Queenston, chúng ta phải lập tức tách khỏi thương đội. Nhâm tiểu túc nói. Đây là vì an toàn của ngươi. Tiễn vệ ninh muốn bắt ngươi làm bia đỡ đạn, mà ngươi không đi theo thương đội vẫn có thể đến đô thành. Nghiêm trọng như vậy sao? Mai qua nghi hoặc. Ngươi là phát hiện cái gì rồi? Ngươi quá dễ lừa nên ta không thể nói với ngươi. Nhâm tiểu túc nói. Ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Một khi đến bên cạnh Winston, ngươi lập tức dẫn theo hai miên dương nhân đi theo ta. Nếu hai miên dương nhân không chịu thì chứng tỏ hai người bọn họ cũng có vấn đề. Ngươi phải vứt bỏ hai người bọn họ, theo ta đi tới Đô Thành. Yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì. Mai qua có chút khó hiểu, vì sao nhâm tiểu túc lại cảnh giác như thế? Hiện giờ có thần xạ dạ thủ tiễn vệ ninh bảo hộ vẫn tốt hơn tự mình đi chứ. Mai qua do dự nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý. Đi! Cũng không biết vì sao, Mai qua đã có thói quen tin tưởng nhâm tiểu túc, hắn cảm thấy người trung thổ tha hưng này sẽ không lừa gạt hắn. Nhâm tiểu túc thấy Mai qua đồng ý thì liền yên lòng. Vừa rồi, khi lão hứa tuần tra xung quanh thương đội, phát hiện thổ phỉ ở những sân mạch gần đây đều bị giết sạch, không chừa một ai. Trong mùa hạ nóng bức này, thi thể nhanh chóng bị rùi bọ bô vào. Nhâm tiểu túc không xác định rốt cuộc là ai làm, nhưng hắn cảm thấy mọi chuyện đã dần nghiêm trọng hơn. Kế hoạch của tiễn vệ ninh chưa chắc thành công, số thùng gỗ kia tuyệt đối không phải rượu nho. Gia tộc Berkeley đã tỏ ý muốn tạo phản, gia tộc tiêu đo cùng gia tộc no mần sao có thể để thương đội của thế lực đối địch tới đô thành. Đến lúc đó e rằng mai qua sẽ bị xem là vu sư do gia tộc Berkeley phái đi, sau đó tất cả bọn họ đều bị nhốt lại rồi nghiêm hình tra tấn. Trong lúc nói chuyện, vị tiền hội trưởng nọ đột nhiên đi đến trước mặt hai người cười nói. Tôn kính mai qua đại nhân, người hầu cận đại nhân, các ngươi đang thảo luận gì vậy? Ta thấy dáng vẻ hai vị khá là lo lắng. À, không có việc gì. Nhưng tiểu túc cười một cách vô hại. Chúng ta đang thảo luận buổi tối ăn gì? Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn thương lượng cùng hai vị. Tiễn vệ ninh mỉm cười. Từ khi chúng ta rời khỏi Yorkshire đã bị thổ phỉ tập kích hai lần, vì bảo hộ an toàn mai qua của đại nhân, ta sẽ phái một ít hộ vệ bảo hộ nhị vị đây là thành ý của thương hội sóc sai chúng ta hy vọng hai vị đừng cự tuyệt mai qua sửng sốt nhìn về phía nhâm tiểu túc mà nhâm tiểu túc thì thầm cười lạnh sớm không phái muộn không phái hết lần này tới lần khác bây giờ lại phái đây rõ ràng là muốn phái người tới trông coi bọn hắn tiễn vệ ninh sợ mai qua chạy thế nhưng nhâm tiểu túc nghĩ không thông mai qua chỉ là một tiểu vu sư có giá trị gì để họ lợi dụng chứ buổi tối hạ chạy tiễn vệ ninh đặc biệt cho người của mình đứng canh bên cạnh đám mai qua vì thế mà bên trái mai qua là tiễn vệ ninh bên phải là hộ vệ thương đội canh phòng thật sự rất nghiêm ngặt chẳng qua nhâm tiểu túc không nhiều lời chỉ bằng ngần này người muốn cản hắn chẳng khác nào nằm mơ may quá ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra tình thế của họ đã dần trở nên nguy hiểm hắn lại cảm thấy có hộ vệ bảo vệ mình rất tốt hắn ngồi bên đống lửa tò mò nhìn về phía nhâm tiểu túc thấp giọng đúng rồi lúc trước vẫn chưa có dịp hỏi ngươi về chuyện ở trung thổ ngươi nói ta nghe một chút đi ngươi muốn nghe cái gì nhâm tiểu túc nhìn hắn một cái Ví dụ như Mai qua nghĩ nửa ngày Tất cả trung thổ đều được cứ điểm 178 quản lý sao? Không phải Nhâm tiểu túc lắc đầu Cứ điểm 178 chỉ quản lý Tây Bắc thôi Còn có thế lực khác sao? Mai qua hiếu kỳ Vậy cứ điểm 178 trừ vương quốc vu sư còn những địch nhân khác không? Nhâm tiểu túc trầm tư trong chốc lát rồi nói. Có,